các bằng chứng và mô tả về nền văn minh tiên tiến trong lòng đất. Ngày càng có nhiều bằng chứng chỉ ra sự tồn tại của những sự sống thông minh bậc cao bên dưới bề mặt trái đất, và đây có thể là phát hiện quan trọng nhất của thế kỷ 20. Các chính phủ trên thế giới che đậy điều này vì sợ gây ra hoảng loạn và tranh cãi. Làm thế nào con người có thể đi vào lõi của trái đất? Nó đặc hay rỗng? Nam Cực, Bắc Cực hay tam giác quỷ Bermuda có phải là lối vào của các nền văn minh trong lòng đất? Những chủ đề này đã gây ra sự chú ý trong rất nhiều năm. Một hóa thạch voi Mammoth thời tiền sử được phát hiện trong lớp băng vĩnh cửu ở Siberia. Tuy khám phá ban đầu khiến mọi người tin rằng voi Mammoth sống ở những nơi lạnh giá, nhưng các nhà khoa học sau đó phát hiện ra rằng voi Mammoth hóa ra là tổ tiên của loài voi, hiện đang sống ở châu Phi và các vùng ấm áp khác. Điều khó hiểu hơn là người ta đã tìm thấy những trái cây nhiệt đới không tiêu hóa được trong dạ dày của voi Mammoth. Làm thế nào nó có được trái cây nhiệt đới ở Siberia cực kỳ lạnh giá? Nhiều nhà khoa học đã suy đoán rằng voi Mammoth có thể đã sống trong một thế giới dưới lòng đất. Một số con voi Mammoth vô tình đi qua con đường nối hai cực Bắc và Nam của trái đất. Chúng đi lên bề mặt, không thể tồn tại trong khí hậu lạnh giá và bị chết cống. Do đó, trái cây nhiệt đới vẫn còn trong dạ dày. Cuộc tìm kiếm của chuẩn đô đốc Hoa Kỳ Richard Evelyn Byrd. Năm 1947, chuẩn đô đốc Hoa Kỳ Richard Evelyn Byrd dẫn đầu một cuộc thám hiểm vào dưới bề mặt trái đất từ Bắc Cực. Byrd đã phát hiện ra một căn cứ khổng lồ với các loài động vật và thực vật trước đây được cho là đã tuyệt chủng. Những động vật mà ông nhìn thấy bao gồm cả những sinh vật giống như voi Mammoth. Byrd đã viết trong nhật ký của mình rằng thật không thể tin được khi nhìn thấy một thung lũng đầy cây xanh và một con suối chảy qua thung lũng. Ông viết, đây là Bắc Cực và đáng ra nó phải là một thế giới được cai trị bởi băng tuyết. Byrd cũng phát hiện ra một căn cứ đĩa bay khổng lồ, trong đó có những siêu nhân với sức mạnh siêu nhiên và công nghệ bậc cao. Những sinh vật bí ẩn này đã nói với anh rằng thế giới dưới lòng đất này được gọi là Ariani. Họ không muốn liên lạc với những người từ thế giới bên ngoài cho đến khi Mỹ thả hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản. Nhận ra rằng vũ khí mà loài người sở hữu có khả năng hủy diệt toàn bộ thế giới. Do đó, họ đã gửi các phương tiện bay để giao lưu với các siêu cường quân sự. Nhưng họ không nhận được nhiều phản hồi. Cùng năm đó, Byrd tham dự một cuộc họp nhân viên của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Ông đã cung cấp tất cả các chi tiết và báo cáo khám phá của mình cho Tổng thống Truman. Ông cũng nhận lời điều tra của Bộ phận An ninh cao nhất và đội y tế và được hướng dẫn giữ bí mật mọi thông tin. Ông đã làm theo lệnh nhưng vẫn viết trong nhật ký. Vùng đất đó ở Bắc Cực và căn cứ đó là một bí ẩn lớn. Vào ngày 24 tháng 12 năm 1965, nhật ký của Byrd được công khai. Nó khơi dậy những sự quan tâm đến việc khám phá bên dưới bề mặt trái đất. Công bố của cựu nhà phân tích kỹ thuật của CIA, Edward Snowden và NASA. Năm 2015, cựu nhà phân tích kỹ thuật của CIA, Edward Snowden đã tiết lộ bí mật về người ngoài hành tinh ở trong lòng đất. Ông tiết lộ rằng họ sống trong lớp phủ của trái đất, dưới lớp vỏ và phía trên lớp lõi, và rằng nước Mỹ đã liên hệ với họ và thậm chí đạt được một số thỏa thuận bí mật. Snowden cũng đã công bố một tài liệu mật trên trang web World Chronicle đề cập đến nền văn minh tiên tiến trong lớp vỏ của trái đất. Tài liệu cho biết lớp phủ không thay đổi trong hàng tỷ năm, vì vậy nó có khả năng trở thành nơi có điều kiện sống lâu dài và ổn định. Ngay từ 25 năm trước, NASA đã tiết lộ rằng họ đã nhận được tín hiệu vô tuyến từ lòng đất. Những tín hiệu này cho thấy sự tồn tại của một thế giới văn minh tiên tiến hơn của loài người chúng ta dưới lòng đất. Năm 1995, tờ Canada's Weekly World News có tiêu đề NASA nhận được tín hiệu vô tuyến đến từ bên trong lòng trái đất đã dự đoán rằng bên trong của trái đất là rỗng. Các nhà khoa học biết rằng các tín hiệu là một mã toán học phức tạp và do đó họ xác nhận rằng chúng đến từ một sự sống thông minh nhất định. Chuyến đi của những người có năng lực siêu nhiên. Nếu chúng ta tuân theo 3 yếu tố cần thiết, ánh sáng mặt trời, không khí và nước cho sự sống trên mặt đất, thì sự sống ở trong lòng đất sẽ tồn tại như thế nào? Các phương tiện truyền thông cũng đưa tin về thế giới dưới lòng đất được mô tả bởi những người có năng lực siêu nhiên. Những người này đã đi hơn 220 km xuống mặt đất và đến mặt trong của vỏ trái đất. Đến nơi, tất cả đều sững sờ khi thấy một thế giới rất phát triển và văn minh. So sánh trái đất với một quả trứng, quá trình con người khám phá về bên trong của trái đất chỉ chưa đến 1/10 của lớp vỏ trứng. Trong khi mọi người nghĩ rằng lõi trái đất chứa đầy magma nóng, nó thực sự rỗng. Magma nằm trong phạm vi 200 km tính từ bề mặt trái đất và nó nằm ngoài lõi. Họ báo cáo rằng các sinh vật ở dưới bề mặt trái đất không hung dữ như con người, không có chiến tranh ở đó. Các quốc gia ở đó được chia thành các khu vực để thuận tiện cho việc quản lý và điều phối. Những người có năng lực siêu nhiên cho biết, những người ở nơi họ đến trông giống như người Trung Quốc với làn da vàng, với dân số khoảng 1,5 tỷ người. Tuy nhiên, tổng dân số ở đây vào khoảng hàng chục tỷ, nhiều hơn dân số trên bề mặt. Nền văn minh này cũng có những nhà cao tầng. Tòa nhà cao nhất khoảng 590 tầng, có chiều cao khoảng 1.900 m. Ngôn ngữ được họ sử dụng tương tự như ngôn ngữ của chúng ta và có những ngôn ngữ giống như tiếng Trung và tiếng Anh. Họ thường có thể di chuyển trên mặt đất và có ngoại hình rất giống con người, do đó con người không thể phân biệt. Những người có năng lực siêu nhiên cũng cho biết rất khó đi vào bên trong trái đất bằng công nghệ hiện tại của con người. Trên thực tế, có những lối đi bí mật giữa thế giới trong lòng đất và trên mặt đất, nhưng chúng được giấu ở những nơi khó tiếp cận và không dễ dàng phát hiện ra. Từ Fox.vn, Độc Lạ TV tổng hợp và đưa tin. Đón xem những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ tại Độc Lạ TV. Đăng ký ngay kênh YouTube Độc Lạ TV để theo dõi những thông tin thú vị và mở mang kiến thức mỗi ngày.